Đây là thiết kế ảnh bìa dưa chấp chuẩn nhất. Các bạn có thể thấy, đây là kích thước chuẩn, đơn vị pixel, dành cho TV là 2560, nhân cho 1440, dành cho desktop là 2560 và 423. Cho máy tính bảng iPad là 1855 và 423. Dành cho điện thoại là 1546 nhân cho 423. Và đây được gọi là vùng an toàn cho mọi thiết kế, vì tất cả người xem đều có thể nhìn thấy được trên kênh YouTube của các bạn về ảnh bìa. Rồi, thì tất cả những thiết kế của mình thì chủ yếu sẽ dựa trên vùng an toàn này. Và bây giờ mình bắt đầu thiết kế ảnh bìa YouTube chuẩn. Mình có một video chia sẻ việc thiết kế logo ở phần trước và mình có để dưới phần mô tả. Bạn nào muốn tham khảo thêm thì có thể tham khảo dưới phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ mình sẽ tạo thiết kế với ảnh bìa YouTube. Thì mình có thể vào cỡ tùy chỉnh, rộng cao tùy ý, đánh đúng cái kích cỡ mà theo chuẩn, hoặc nhanh hơn thì mình sẽ tìm kiếm ảnh bìa YouTube thì nó sẽ ra là cái trang trí kênh YouTube có cái kích thước chuẩn là 2560 nhân với 1440. Rồi, vào bên trong thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái mẫu ảnh bìa YouTube. Đây, có theo chủ đề luôn: food, sale, cute, travel, fashion, vân vân và vân vân. Cái nào phù hợp thì các bạn có thể chọn lựa hoặc có thể tự thiết kế. Đây, mình sẽ chọn một cái đơn giản đây đi. Đây không, đây là video rồi. Đây, mình sẽ chọn đại một cái này khá đơn giản đây, để hướng dẫn cho dễ ha. Rồi, đây, các bạn có để ý tại sao nguyên một khung ảnh bự mà mọi người chỉ thiết kế một chút xíu nhỏ ngay chỗ này không? Vì đây là vùng an toàn thể hiện trên tất cả những cái thiết bị mà người xem có thể xem được. Thì để cho dễ dàng hơn, mình sẽ tạo một cái thành phần, một cái ô square thôi, bình thường thôi, ô vuông bình thường thôi. Đây, đây mình đổi màu cho dễ thấy ha. Mình sẽ đổi thành màu đen đi. Rồi, đây, đây cho dễ thấy. Và mình sẽ chọn cái kích thước chuẩn của vùng an toàn trên thiết bị điện thoại, đó là 1546 và 423. 1546, mình sẽ kéo cái này đến 1546, có thể là chút xíu không sao nha các bạn. Ở đây mình chọn 1545 và 423. 423 đây, cứ kéo từ từ mình sẽ có được cái kích thước mình muốn thôi. 423, rồi 422, ok. Rồi, sau đó tiếp theo là mình sẽ chỉnh canh chỉnh cho nó vào chính giữa, ngay chính giữa của khung luôn. Đây, các bạn có thể thấy là canvas sẽ canh chỉnh sẵn cho mình, canh chỉnh chuẩn ngay chính giữa, dọc và ngang. Rồi, ok. Rồi, sau đó mình sẽ chọn cái độ trong suốt tương phản cho nó thấp xuống để mình có dễ hình dung thấy được là phần nào sẽ thể hiện trong cái ảnh bìa của mình, chuẩn nhất trong cái ảnh bìa của mình. Đây, thì khung hình chữ nhật này sẽ là cái ảnh bìa mà thể hiện trên cái kênh YouTube của mình. Đó, thì những chữ C ngoài đây sẽ không được nhìn thấy khi mà người sử dụng thiết bị điện thoại, ở đây cũng sẽ không nhìn thấy. Đấy, họ chỉ nhìn thấy chữ app và một phần chữ channel, một phần này thôi. Rồi, việc của mình tiếp theo là mình chỉnh sửa lại, thì mình sẽ bỏ hết những cái chữ này vì nó sẽ không liên quan tới kênh của mình. Cái channel này mình có thể giữ lại vì kênh của mình là có chữ channel, mình cho nó thuộc xuống nằm trong vùng an toàn. Rồi, chữ art này mình sẽ thay đổi là thành 2D, 2E, phù hợp với cái kênh của mình. Rồi, tiếp theo là các bạn có thể canh chỉnh văn bản hay gõ văn bản. Đây, mình sẽ gõ thêm tiêu đề. Rồi, mình sẽ giải thích thêm về cái chữ to do và to e cho mọi người thôi, chứ không gì hết. To do it and easy English. Ok. Rồi, mình sẽ đổi cái màu cho nó nổi lên một chút xíu thôi. Rồi mình đổi màu xanh đi, không sáng lắm ha.
màu đỏ, cũng không sẽ màu đen. Ok, mỏng hơn chút xíu. Rồi, tạm thời mình sẽ để cái này màu đen. Rồi, cho gọn lẹ với các bạn ha. Rồi, mình chuyển cái này vào chính giữa nhìn cho nó bắt mắt chút xíu. Rồi, ngoài ra các bạn có thể thêm vào phần thành phần, tìm hoa văn. Đây, hoa văn trong ảnh, trong đồ họa hay trong bất cứ cái gì các bạn có thể thích, các bạn có thể đưa vào. Đây. Đây, rất nhiều hoa văn nổi đây. Đây cũng có hoa văn nè. Đó. Mình hơi kéo bự ra, kéo lên, kéo xuống gì đó cho nó chạy. Đấy. Và có thể đây. Đây, đưa về sau hoặc là lùi về một lớp, tiến một lớp, đưa lên trước. Đó. Rồi tùy chỉnh bự nhỏ hay như thế nào đó. Đây. Đó. Rồi. Tạm thời mình sẽ để như vậy. Thì các bạn có thể thấy được đây là cái phần mà nằm trong có hô hình chữ nhật mờ mờ là sẽ hiện ra trong tất cả mọi thiết bị. Phần còn lại bự nhất sẽ nằm trên TV, phần nằm ngang dài nhất sẽ nằm trên desktop, và phần ở chính giữa đây sẽ nằm trên cái iPad hay là những cái máy tính bảng. Rồi sau cùng mình sẽ bỏ cái hình chữ nhật này. Ok, và mình kéo lên lại. Rồi, là mình đã có cái thiết kế cho ảnh bìa. Tiếp theo là mình đặt tên YouTube cover. Ok, sau đó là mình lưu trữ vào tập tin của mình ha. Lưu trữ xong thì việc tiếp theo của mình là sẽ là tải xuống và mình sử dụng, up lên trên cái kênh YouTube của mình. Đó, thì cuối cùng các bạn đã có được cái ảnh bìa như ý rồi đó. Tiếp theo mình sẽ thiết kế video bắt đầu cho kênh YouTube. Thì mình sẽ vào tạo thiết kế, vào phần video. Rồi, các bạn có thể thấy đây là những cái video mẫu rất là nhiều và cũng có rất nhiều chủ đề cho mình lựa chọn. Thì mình làm video bắt đầu, mình có thể chọn cái phần intro, tức là introduction, hoặc là tìm kiếm những video bắt đầu hay đẹp gì đó. Thì đây mình sẽ lựa chọn một cái video bắt đầu, mình ví dụ video này đi ha, nó tầm khoảng 7 giây. Thì video bắt đầu thường mình sẽ chọn rơi vào tầm khoảng 5 tới 7 giây để tạo cái điểm nhấn cho cái kênh YouTube của mình, hoặc là tạo một cái thương hiệu riêng cho cái kênh của mình. Đây, các bạn có thể thấy nó load hơi lâu một chút. Rồi, mình cho nó dừng lại và mình bắt đầu mình chỉnh sửa thôi. Rồi, mình chỉnh sửa sơ lại. 2D, 2E, channel, dưới đây thì mình sẽ cũng chỉnh sửa lại luôn. To do it and easy English. Rồi, mình cho nó chạy thử như thế nào nha. Đây, welcome to 2D and 2E channel. To do it, nó đang bị lag mạng, chạy hơi lâu. And easy English. Rồi, bên cạnh đó mình có thể sáng cái thời gian lại. Đây là đang là 7,5 giây, mình có thể chỉnh cho nó ngắn lại được tùy ý. Đây mình có thể chỉnh ngắn dài gì đó thì tùy ý các bạn. Đây, 15 giây, mình chỉnh lại 5 giây thử ha. Để coi nó hiện ra cái gì. 5 giây, ok, xong. Rồi, mình cho chạy thử 5 giây ha. À, nó chạy hơi bị lâu. Rồi, ok. Rồi, mình thấy 5 giây này ổn rồi đó. Hoặc là các bạn có thể xem full màn hình một cách nhấp vào đây. Đây chỗ 5 giây nè. Đó, nó sẽ ra được full màn hình. Mình coi nó sẽ rõ hơn một chút. Rồi, ok. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Ngoài ra bạn có thể tự thiết kế một cái video introduction của mình thật là ấn tượng. Hoặc là có thể dùng những cái mẫu có sẵn. Cái nào cũng được hết.
nhưng mà nên tạo một cái. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đổi tên lưu và cuối cùng là tải xuống như bình thường thôi. Rồi đó là xong cái phần video bắt đầu. Rồi tiếp theo mình sẽ là một cái video kết thúc. Thông thường video kết thúc thì mình thường làm khoảng 10 giây, 5 giây là mình để gửi lời cảm ơn và 5 giây còn lại mình để màn hình trống để chuyển động và mình gắn cái kênh và những cái video đề xuất cuối cùng để cho nó rõ ràng hiển thị. Và cái điều này sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho mình, bởi vì khi mà mình up một cái video lên kênh YouTube thì sẽ có phần thành phần. Thì phần thành phần mình sẽ chọn là giống như những video lần trước, thì nó sẽ tạo cho mình cái việc dễ dàng hơn khi mình up lên một cái video mới. Thì bây giờ mình làm cho các bạn coi nha. Rồi mình tắt cái này, mình sẽ mở một cái video mới. Rồi ok, mình sẽ tìm kiếm mẫu ending thử ha. Ending, ok, đây. Thanks for watching, đó, rất là nhiều mẫu. Đây, đây, rồi mình chọn này một cái mẫu mẫu này đi ha. Rồi ok, mẫu này là 9 giây. 9 giây thì mình đầu tiên mình sẽ tạo một cái bản sao cho nó. Đây, tạo một bản sao trang. Mình chỉnh cho cái đầu tiên là 5 giây. Mình kéo ngắn cái thứ nhì cũng là 5 giây. Thì cái thứ nhì này mình sẽ vào cái thứ nhì trước. Mình sẽ bỏ hết toàn bộ chữ có trên đây. Mình chỉ để một cái màn hình trống như vậy. Thì khi mà mình chọn phần thành phần cuối cùng video thì chỗ này sẽ là kênh của mình, thông thường sẽ là kênh của mình và hai video đề xuất, video tải phổ biến phù hợp hay video gì đó, hoặc là mình có thể để 4 khung video và kênh của mình ở giữa, các bạn có thể hình dung được rồi. Rồi thì chủ yếu là mình sẽ chỉnh sửa cái phần 5 giây đầu tiên, chữ mình thay thế màu sắc hay là mình làm thiết kế gì đó trên cái phần 5 giây đầu. Thì các bạn đã có một cái video kết thúc. Và video kết thúc này các bạn có thể làm 3 mẫu, 4 mẫu để sẵn đó, thì mình có thể sử dụng được cho rất rất là nhiều video tiếp theo mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian để làm cái phần ending. Đó là tất cả những gì mình đã làm và thấy rất hữu ích. Hy vọng những chia sẻ nhỏ này sẽ giúp được các bạn ít nhiều trong việc làm kênh YouTube mới. Mình cũng rất mong nhận được những chia sẻ để cải thiện tiếp kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video.